Các bạn thân mến, đây là 9 cell pin lithium ion sử dụng cho cái inverter và được nạp bởi cái tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Đó. Đây, mỗi cell pin này là 10 ampe và đây là 9 cell. Người ta cell chỉ có 3,7 đến 4 V nhưng mà đây một cái cell pin này là của hãng Hitachi. Theo truy xuất nguồn gốc thì của hãng Hitachi các bạn. 10 ampe một cell này. Một cái cell này thì là 12 V nha các bạn. Đây, nó phân chia đây, 2 4 6 8 10 12. Đó, 12 V. Đó. Và bên đây là âm và bên đầu phải này là dương. Đấy các bạn. Đó. Thì 9 cell pin này, một cell là 12 V. Đấy, được đúc liền khối. Đấy, đây. À, 9 cell thì là 90 ampe ha, 90 ampe. À, 90 ampe giờ và điện áp là 12 V. Và chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ nối tiếp tất cả các đầu ôm này với nhau, tất cả các đầu dương này với nhau thì chúng ta được 90 ampe giờ. Đây một cái diện tích rất là nhỏ dày. Thế và mỗi tấm này là 1 kg nha các bạn, mỗi tấm pin lithium ion này 1 kg mà nó có thể tạo ra được 9 kg, mà nó có thể tạo ra được như là 90 ampe giờ thì các bạn thấy gì? Cực khủng ha các bạn. Đó. Đấy. Và dòng sạc và sòng xạ theo quy định của nhà sản xuất ấy, thì là C bằng 10. Có nghĩa rằng khi chúng ta nạp vô thì dòng xạ chúng ta bằng 9 ampe. Là chúng ta xạ cũng 9 ampe và nạp cũng 9 ampe. C10 vậy bằng 1/10 mà. 90 ampe thì 1/10 bằng 9 ampe. Đấy, thì chúng ta xài sẽ được rất là bền. Tuy nhiên rằng là nếu như mà xài có 9 ampe thì quá là ít, trên là đa số là các nhà sản xuất ghi là chỉ xài cái dòng xả là C10, nhưng mà thực tế vẫn cho phép là mức độ xả lên được phép là không phải là 10% đâu, nhiều khi 20%. Không chừng các bạn. Đó. Có nghĩa rằng lẽ ra là 10 ampe. 9 ampe của cái cell pin này. Cell pin 90 ampe giờ này thì chỉ được phép xả là 9 ampe, nhưng thực tế ra là xả khoảng 25 ampe vẫn ok nha các bạn. Đó. Thì tuy nhiên là mình xả với mức độ đó là vượt quá giới hạn, nhưng mà các nhà sản xuất nào của Nhật cũng đều như là cho phép như vậy. Trên thực tế và lý thuyết thì bao giờ cũng có một khoảng cách. Thế bây giờ là theo yêu cầu của một số bạn thì tôi sẽ coi như là tôi bung một cái tấm cell pin 12 V 10 ampe này, 10 ampe giờ này ra, coi cấu tạo bên trong của cái pin lithium ion 10 ampe này nó cấu tạo làm sao. Đấy, cũng xin nói với các bạn, đây là cái tấm cell pin 12 V đây. 12 V 10 ampe giờ mà là cái loại này, cái loại là ion nha các bạn. À, thế chứ không phải là cũng có rất nhiều cái loại pin lithium nha các bạn, chứ không phải riêng gì là pin lithium của chúng ta 9 cell này, nó có rất nhiều loại. Thế nhưng mà hôm nay thì chúng ta có cái loại pin lithium này thì chúng ta sẽ khui ra coi nó cấu tạo làm sao. Bây giờ chúng ta khui nha các bạn. Đó, theo một số các bạn thì tôi nên khui coi ở trong ruột nó cấu tạo ra làm sao nha các bạn. Đó. Đây, tôi sử dụng cái máy này. Đấy. Đây.
tôi sử dụng cái máy này để tôi mổ bụng cái xe pin này ra. Thế coi xem là bên trong nó có cấu tạo làm sao. Thế các bạn. Thế, tuy nhiên trước khi mổ bụng á, thì tôi cũng nói các bạn nghe rằng là cái loại xe pin này ấy, đây, cái pin này ấy, của cái hãng Hitachi Nhật Bản này ấy, sản xuất sử dụng cho năng lượng mặt trời ấy, thì cái vỏ bên ngoài không phải là các bạn dòm thì cứ nghĩ rằng là bằng sắt ha, bởi vì tất cả các loại pin lithium thì đều được cái vỏ ngoài, không phải tất cả mà có những cái loại pin lithium cái vỏ ngoài là làm bằng sắt được ép rất là chắc chắn, chống cháy nổ các bạn, đúng không? Đó, thế nhưng cái loại pin này của Nhật sản xuất đó, thì đây đây là cái mấy cái logo đây các bạn, đây logo logo của truy xuất nguồn gốc có thể là nó của hãng Hitachi sản xuất đó. Thì nó lại không phải bằng kim loại để các bạn dòm ánh kim loại, nhưng không phải các bạn, nó bằng mủ, bằng nhựa, nhựa và chất lượng rất là cực kỳ nha các bạn. Đấy, tôi đang tính sử dụng máy cắt để tôi cắt, nhưng mà có nghĩa rằng sợ không an toàn phải dùng cưa tay rồi các bạn, không thể dùng bằng máy được đó. Thế tôi trên đây, đây là những cái logo truy xuất nguồn gốc nha các bạn. Đây có ghi rõ ràng, tôi cũng quay kỹ cho các bạn coi trước khi tôi mổ bụng một cái xeo pin này ra. Đây, để xích cái xeo pin này ra đây này các bạn, đây đó, để cho các bạn dễ hình dung. Đấy, đây là những cái logo mà có thể các bạn không nhìn thấy, nó sẽ nói cho chúng ta rằng loại pin này thì an toàn với môi trường đấy, bởi vì không sử dụng axit nha các bạn. Đó, ở đây đó. Chỉ có đây có logo này thì tránh trẻ em này, đúng, mà tất nhiên là rất là nhiều những cái logo nữa. Thế và có thể là các bạn cũng chưa bao giờ từng thấy là những cái loại logo này đâu. Đây trẻ em này rồi gì nữa đây, nó nhỏ lu quá thì các bạn có thể không nhìn thấy các bạn. Đấy. Thôi thì không thể các bạn không thể nhìn thấy đâu. Bây giờ là tôi xin cưa bằng tay chứ không thể cưa bằng máy được đó, bởi cũng rất là để đảm bảo an toàn hay các bạn. Thế tôi sẽ cưa sau pin này ra và kiểm tra bên trong còn nó cấu tạo bằng cái gì. Và cũng xin nhắc lại với các bạn rằng đây cái lớp bóng bóng bên ngoài này, chúng ta cứ nghĩ rằng nó là sắt chứ không phải các bạn. Đó là nhựa chất lượng cao, rất là dai. Cái loại này đập không bể luôn các bạn. Rất là dai nha các bạn. Cho nên là cái loại pin này nó gọi là pin an toàn là vậy đó. Tất nhiên nó sử dụng cho năng lượng mặt trời, sử dụng những cái tấm pin mặt trời tạo ra lấy ánh sáng mặt trời á, tạo từ năng lượng mặt trời á, tạo ra dòng điện và để sạc cho cái bình này, cho cái pin này. Và cái pin này thì chúng ta để sử dụng là chúng ta sử dụng cái inverter để chuyển từ điện một chiều sang điện xoay chiều 220, chúng ta xài những cái đồ dùng của nhà hay các bạn. Đấy, ở đây thì hôm nay tôi sẽ mổ bụng cái này ra hay các bạn. Đấy, để cho các bạn coi xem là cấu tạo bên trong của cái pin lithium này ra làm sao hay các bạn. Đây thưa các bạn, đây là viên pin mà tôi đã cưa ra cực kỳ khó khăn nha các bạn. Đây, nó được cấu tạo như thế này đây. Đấy, đó, đó, đây là cái cực âm đó các bạn. Đây còn cực dương đây. Đấy, cực dương đó đó. Đấy thưa các bạn, như thế là đó là pin lithium ion đó các bạn. Đó, đó là cực dương đó các bạn. Đó, nó có cái lỗ lỗ vậy đó. Cái cực dương này thì đó, cái cực dương bằng sắt nó có lỗ lỗ đó các bạn. Đó, còn cái cực âm thì nó là than trì á, là than trì. Còn cái cực dương thì khi chúng ta mổ ra chúng ta mới biết được là đây là pin lithium ion, thì cực dương là những là lithium cộng mangan oxit các bạn. Hay là chúng ta gọi chung nó là lithium niken mangan coban oxit. Cái loại này mật độ năng lượng thấp á, đó. Thế nhưng mà vòng đời và nó an toàn. Đó.
thì giữa hai cái cực âm và cực dương thì nó có một cái lớp cách bằng một lớp vải các bạn. Khi mổ ra chúng ta thấy nó bằng lớp vải, nhưng một cái loại là vải này không phải vải bình thường như chúng ta nha bạn. Đó, để nó cho cái ion khi mà chúng ta sạc ấy, thì các ion từ cực dương sang cực âm. Thế còn khi mà chúng ta xả thì các cực thì ngược lại, từ cực âm sang cực dương. Đó. Đó đó là cực dương đó các bạn. Đây, đây đó, cực dương đó là người ta gọi chung là nó làm niken mangan coban oxit. Đó. Thế còn cái cực âm ấy thì chủ yếu là bằng than trì. Đó. Đó các bạn thấy không? Khi mà chúng ta mổ ra rồi thì chúng ta mới thấy rõ ràng nó cấu tạo ra làm sao. Tuy nhiên cái lớp cách đó, cái lớp cách thì nó để cho những ion đi ngang qua nha các bạn. Đó. Rất là hiện đại chứ không phải bình thường đâu. Còn có những cái loại mà khi mà chúng ta sạc cái dòng cao quá thì nóng quá thì nó sẽ ngăn không cho ion đi qua giữa cực ion từ cực dương sang cực âm. Đó. Đó, đây là tôi mổ ra cho các bạn coi từ từ A tới Z cấu tạo bên trong của nó nha. Rất là cụ thể nha các bạn. Đó. Đấy. Thì cũng xin nói với các bạn rằng đây là cái loại pin này thì nó đã bị chai rồi. Sử dụng của hãng Hitachi để sử dụng không biết bao nhiêu năm rồi. Chắc cũng trên 10 năm rồi có. Cho nên là tôi mới lấy về tôi review cho các bạn coi cấu tạo của nó, mổ ra. Đấy, cấu tạo của nó như thế đấy các bạn. Đây là rõ ràng nhất. Chứ bình thường không các bạn. Mấy khi có ai mổ một cái cục pin, một cell pin 12V liền một khối như thế này đó, cho các bạn coi đâu. Đó các bạn thấy không? Đấy. Và cũng nói các bạn nghe rằng là cái vỏ của nó làm một chất liệu cực kỳ cứng. Bằng mổ cứng rất là dai, cứng và dai nha các bạn. Nếu mà cứng không như là sắt thép thì dễ rồi, nhưng mà đi dai đó các bạn thấy không? Tôi mổ ra cả là vấn đề đó. Đó thì hôm nay tôi mới chia sẻ với các bạn cụ thể bổ một cả một cái khối pin ra cho các bạn coi. Tôi chào các bạn nha.